Giao thông Vận tải đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động của các chuyến tàu địa phương. Đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ đưa vào khai thác một đôi tàu khách trên một ngày. Số lượng chuyến tàu ít nhưng lượng khách cũng không nhiều. Để giảm chi phí thì ngành đường sắt đã chuyển hướng nhận vận chuyển hàng online. Với cách làm này thì có thể tạo công ăn việc làm cho lao động ngành đường sắt và có thể giúp tăng thu nhập cho những chuyến tàu vắng khách. Chỉ cần dành ra khoảng 5 phút để tra tìm trên hệ thống bán vé điện tử của đường sắt về thời gian di chuyển của tàu, sau đó truy cập website để đặt vận chuyển trực tuyến là khách hàng đã có thể gửi hàng hóa. Lúc này, nhân viên đường sắt sẽ đến tận địa chỉ của người đặt để nhận hàng và giao tận tay người nhận. Bằng cách này, anh Hùng đã có thể vận chuyển hàng hóa của công ty mình sau 2 tuần bị trì trệ do không tìm được đối tác giao hàng. Thì trong dịch bệnh lần này thì công ty mình có sử dụng cái dịch vụ Hanapost. Mình cảm thấy là dịch vụ này nó giá thành nó rẻ hơn được một phần so với lại các loại dịch vụ khác mà mình đã sử dụng. Thời gian dao động chuyển hàng cũng chỉ từ 2 đến 3 ngày là bên đối tác của bên mình sẽ nhận được. Với các kiện hàng nhỏ, cước phí được tính cho 1 kg vận chuyển qua đường sắt từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 51.000 đồng, mức trung bình trong vận chuyển nhanh của các hãng giao hàng khác. Điểm cạnh tranh của vận chuyển bằng đường sắt là có thể vận chuyển khối lượng lớn hay những mặt hàng cần điều kiện bảo quản tốt như trái cây, hàng đông lạnh, thậm chí là cả sữa mẹ. Từ khi cháu nhà mình được nghỉ học tới giờ thì mình có gửi cả 2 đứa về quê. Mình thì còn một cháu nhỏ chưa cai sữa mẹ ấy, nên là mình rất là khó khăn trong cái việc mà gửi những cái mặt hàng mà cần được bảo quản lạnh như là sữa mẹ phát ra về cho con. Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là may mắn là có thể vận chuyển qua tàu hỏa. Ngoài việc giúp đỡ người dân trong việc vận chuyển hàng hóa, thì dịch vụ này cũng đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhân viên nhà ga trong thời điểm này. Mặc dù gặp khó khăn trong thời gian đầu khi phải thay đổi công việc hàng ngày, nhưng với những nhân viên nhà ga này, còn có công việc để làm đã là một điều may mắn. Tuy mới đưa vào triển khai, nhưng đã có hàng ngàn đơn hàng được gửi đến nhà ga. Không, mục đích cái này sẽ là phát triển lâu dài. Không những trong dịch mà sau dịch, và còn hy vọng là người dân sẽ hưởng sẽ thấy là cái dịch vụ này nó thuận tiện và sẽ sử dụng cái dịch vụ này nhiều hơn nữa. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc vận chuyển bằng đường bộ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, vận chuyển qua đường sắt đã giúp người dân, doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn. Đặc biệt, đại diện đường sắt cho biết họ đang nghiên cứu để cân đối tiếp tục giảm giá chi phí vận chuyển khi giá nhiên liệu đã giảm sâu như hiện nay.